Đức Thánh Cha sẽ cử hành sáng kiến cầu nguyện 24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Đức Maria Ơn Sủng ở Roma. Năm nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự sáng kiến mùa chay 24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Đức Maria Ơn Sủng ở khu vực Trionfale của Roma. Sự kiện này sẽ được cử hành tại các giáo phận trên khắp thế giới trước Chủ nhật thứ tư mùa chay, từ thứ Sáu ngày 17 đến thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023. Năm nay là lần thứ 10 sáng kiến 24 giờ cho Chúa, một sáng kiến cầu nguyện và hòa giải trong mùa chay mà Đức Thánh Cha Francisco mong muốn được cử hành. Để chuẩn bị cho lễ Chúa Phục Sinh, các nhà thờ sẽ mở cửa trong suốt thời gian cử hành sáng kiến nhằm giúp cho các tín hữu và khách hành hương có cơ hội dừng đôi chút để chầu thánh thể và xưng tội. Trong thời gian cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, tất cả các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải đều có thể. Tài liệu hỗ trợ việc cầu nguyện để chuẩn bị cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, Bộ Loan báo Tin mừng đã phát hành một tài liệu hỗ trợ mục vụ giúp cho việc cầu nguyện cá nhân cũng như những gợi ý cho việc cử hành trong cộng đoàn. Đặc biệt trong tài liệu có chứng từ về sự hoán cải của cô Phan Thị Kim Phúc, em bé Napalm, cô bé 9 tuổi, với quần áo và da thịt bị bom Napalm đốt cháy trong cuộc chiến xảy ra tại Trảng Bàng vào năm 1972. Cô nói, sự tha thứ đã giải thoát tôi khỏi hận thù. Tôi vẫn còn nhiều vết sẹo trên cơ thể và đau đớn dữ dội hầu như mỗi ngày, nhưng trái tim tôi được thanh lọc. Napalm rất mạnh, nhưng niềm tin, sự tha thứ và tình yêu mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta sẽ không còn chiến tranh nếu mọi người học cách sống với tình yêu đích thực, hy vọng và tha thứ. Nếu cô bé trong hình có thể làm điều đó, các bạn cũng hãy tự hỏi, tôi cũng có thể làm điều đó được không?